31. Lớn cũng tính 31 hay 23? Dạ, 31. Đây à? Dạ, tại cô nói là ngày 23 này là của bên nhà bà. Bên đây, dạ. Bên chúa. Dạ. Tôi coi trong cái lịch của mình, ngày mấy tây là ngày sinh, ngày mấy tây là ngày tháng gì? Dạ, tháng 7 là tháng 27. Mà cô nói là 23 là ở đây rồi. Cho nên là mình bây giờ là 31. 30. Tháng 11 có 30 chứ có 31. Trong lớp mình thì cũng dễ thôi. Ở người ngoài chắc họ cũng có đi bao nhiêu đâu, họ có đi họ cũng phô cho mình trước. Để mình nói lại. Đó, bữa cô nói không biết đi. Cô nói. Cô nói nhà thờ là 23. Ngày lễ Thanksgiving là ngày mấy? 27. 27 thì là... Mà nhà thờ là 23. 23. Mình là phải 30. Vậy cho mình là 30 hả? Yeah. À, ok, thì mình chưa 30 thôi. Chắc không ai lộn. Cũng là cái ngày đi học, nhưng mà cái tuần lễ cuối cùng. Để tôi đăng, tôi ghi lộn đó. Tôi đăng, tôi bạn bữa nhớ cô nói vậy đó thầy. Đúng rồi. Tức là mình cũng không gặp rồi nha. Dạ, mình sau ngày hồi một tuần. Với lại bữa đó bà con nào mà... 30. Ráng, đi con mặc, bữa đó mặc áo đẹp đẹp nha. Mà có dài này kia là chụp cái hình kỷ niệm. Mấy bác gái mặc áo dài chụp hình kỷ niệm ha. Rồi. Sửa lại cái đó là 30 hả? 30. Đọc là 30. 30. Đọc là 30. 30. Cái là thứ 30 đó. Thơ điểm. 30 tay hả? 30 tay. 30 tay. Yeah. No. 3 giờ chiều. Tới 3 giờ chiều tới. 2 giờ chiều vẫn đi học như thường. Đại đây là 10 học giờ rồi con ơi đấy. Chị đấy. Đúng 11 giờ 30 sáng đi nhạc chị đấy. Không, cái đó là của lớp khác. Cái đó là bữa nay rồi. Bữa nay tôi giảng rồi, sáng rồi. Nên là ngày 2 tháng 11 thì bữa nay nè. 3 giờ chiều. Đừng có nghỉ đây nè, đây nè. Ở trên thôi, đừng bỏ phía dưới đi nhé. Đừng có coi cái này, bỏ trên đây. Đây nè. Ghi vào đây là 3 giờ. 2 giờ chứ, đúng không? 2 giờ. 2 giờ. Yeah. Giờ đi học, bình thường. 1 giờ là cửa mấy lớp người học điện thoại đó. Dạ. Giờ là giờ. Đi học bình thường. Chút nhớ đóng 10 đồng là nhớ à. Còn vài tuần nữa là lo gì? Nhưng mà đóng trước cho nó người ta lo, người ta đặt đồ ăn. À. Sao khi thêm cái bàn extra như vậy đâu có chặt như vậy mà khi bên bàn. Tại nãy thấy ở dưới kia mời mấy người đi lên. Ok, để đó rồi. Ai muốn mời ngồi thầy. Nóng không? Bà con nóng không? Nóng không? Mở mấy lần. Không, sao? Được rồi nha. Không. Được rồi. Chỉ mấy lần chạy đó mà. Ok, bài bữa nay chúng ta, hôm trước mình có mấy bài học cũng lỡ dở đó nha. Nhưng mà tôi kể cứ qua cái bài này, học được chuyện nào hay chuyện ấy với tôi nhớ. Rồi bài này thì nó có đầy đủ soạn đó. Tôi đang đi mua một cái máy đánh chữ cũ xưa này, mà người ta cứ giao tôi cập dụng mấy lần rồi. Thành ra tuần sau đó là tôi soạn bài á, tôi soạn bài mới. Bằng máy đánh chữ này tôi mới soạn được, còn mấy computer đấy. Giờ không dọn được. Thành ra tôi mới đặt mua cái máy đánh chữ này. Hồi xưa nó là cái máy IBM phải không? Nó có cái cục đằng đầu nó gõ để soạn cái bài này nó mới dễ. Nó mới đủ chữ bỏ dấu được luôn. Thành ra tuần sau là sẽ có cái máy đó để tôi soạn bài mới cho lớp mình. Nó có được tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Quốc ngữ. Kết hợp Quốc ngữ luôn. Ví dụ bài này mình thấy có cái bài buying Chinese medicine. Đọc cái trên đó thấy không? Đọc cái phần mà trong tôi phụ đề đó. Buying Chinese medicine. Yeah.
Đọc như người Bắc vậy đó. You try her. Chinese. Medicine. Chứ không phải medicine. Nếu medicine thì tôi viết là medicine rồi. Phải đọc là medicine. Cho nên chữ Y này là chữ Y kéo dài. Đó, chữ Y kéo dài giống như chữ sit đó. Mình ngồi đó nhau. A seat, cái ghế ngồi là seat. Còn mình ngồi là I sit. Thì cái này nó là y ngắn, nó giống như medicine. Chứ không phải medicine. Medicine. Yeah, bà Loan đến đây, tôi chắc tới rồi. Bà Loan tới rồi. Thấy không, buying Chinese medicine, dễ không? Ở dưới mà đọc ở dưới nha. Do you carry? Đọc với tôi, do you carry? Carry. Carry. Carry là sách khiêng mang đó. Mình cầm sách, mình mang, mình khiêng. Bưng cái gì đó là carry, thấy không? Hồi đó mình năm mua kỳ vừa rồi mình bầu phục cái ông tổng thống. Tổng thống John Kerry nhớ không? Đọc y chang bài viết khác nhưng mà đọc y chang vậy không? You bring it, is it carry different? Em có chú Xuân là chú thâu máy, không biết chắc máy đang chạy chắc phải không? Rồi, đây đang chạy. Đây đang chạy mà không trúng ông thầy. Ông thầy ngồi bên kia. Chữ carry là khiêng mang sách gì cũng là carry á. Vác mang khiêng sách là carry. Mà khi mà mình đi vào trong cái tiệm thì mình hỏi chứ, chị có bán? Thì mình nói do you sell, đừng có nói là do you sell là chị có bán. Do you sell bread? Thì chị có bán bánh mì không? Thì mình không có nói cái đó, mình nói nó không có hay. Do you carry bread? Đức Trung Trọng nó nhiều thứ lắm. Mình mới hỏi có cái món đó không? Chứ ta tiệm bánh mì mà vô hỏi có bán bánh mì không là vô duyên, thấy không? Thì mình có bánh mì ba lẹ, mình nói do you sell bread? Thì là tôi bán bánh mì chứ không tôi bán gì. Vào trong cái tiệm nó đủ thứ mà mình kiếm không ra. Mình muốn hỏi thì mình hỏi là do you carry? Ví dụ mình muốn mua... Mình muốn ví dụ như là cái lon nước này nó là hiệu squid. Hiệu squid nha. Yeah. Thì vô hỏi do you carry squid? Squid drink. Drink là đồ uống á. Do you carry squid drink? Yeah. Hay là soda, cái này gọi là soda, nhớ không? Yes, soda. Cái gì mình uống mọc mọc nó kêu là soda, nhớ không? Chứ không phải như mình là soda là cái nước trong đâu. Nó là nước uống ngọt là soda hết. Cái máy mà nó bán mình mua bỏ tiền vô mua cái lon này gọi là soda machine. Yeah. Hay là có khi nó gọi là coke machine. Nhưng mà bây giờ người ta lại không thích loại coke, đơn vị quảng cáo dùng cho Coca-Cola. Thành ra có hai đứa như soda. Yeah. Do you sell squid? Yeah. Hay mình vô trong mình muốn mua cái loại viết này mà do you sell? Pen, tức là writing pen, hay là dry pen, là viết khô đó. Mình muốn hỏi mua cái gì thì mình tìm từ một chữ carry, do you carry? This kind of medicine là loại thuốc này không? Thấy không? Trong cái bài mình là kind, kind là loại nhé, kind là loại thuộc hạng đó. Chữ medicine ngoài, này nó thầy thiếu chữ C. Medicine sửa giùm tôi, thiếu chữ C. Medicine. Giống như cái hàng số 2 đó nhé. Medicine. Do you carry this kind of medicine? Là bạn ông có bán cái loại thuốc này không? Bia đổi.